Hãy nhìn vào bản đồ quốc gia này. Đây là bản đồ của Phần Lan. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy hình gì? Chưa liên tưởng được đúng không? Phần Lan là một quốc gia ở khu vực Bắc Âu, có biên giới giáp Thụy Điển, Nga và Na Uy. Nhìn trên bản đồ, quốc gia này giống như một chú cá sấu con vừa chui ra từ vỏ trứng. Còn đây là bản đồ lãnh thổ Latvia, một quốc gia ở châu Âu. Bản đồ này khá giống hình một chú kền kền. Argentina lại khá giống với cả một người đàn ông với chiếc mũi dài, cũng giống hình dáng của một con người. Nhưng lãnh thổ của Bồ Đào Nha lại như một người cảnh sát. Nằm tại khu vực nóng như là Trung Đông, Jordan lại trở nên dịu hiền như một cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy. Bản đồ của nước Lào rất là giống hình một cây cọ được một người đàn ông vác về ngôi nhà của mình. Thế bản đồ nước nào giống hình chiếc ủng? Italia, chính xác. Bản đồ nước nào giống hình lục lăng? Pháp. Ô, chính xác luôn rồi. Thế bản đồ Việt Nam giống hình gì? Hình chữ S. Không điểm về chỗ. Bản đồ Việt Nam là hình S 2 chấm. Em đã đúng 2 câu mà anh. Nhưng riêng câu này trả lời sai là điểm liệt.